có nên mua hay không. Đó thì anh chị đón xem hết cái video ngày hôm nay. Vâng, chào quý chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung lên sóng. Theo như anh chị, lên lựa chọn một cái xe hạng sang hay là một cái xe Nhật? Hay xe hạng sang thì ở đây thì em Trung đang nói là một mẫu xe Mẹc, xe Đức, BM, Lexus, Audi. Nói chung là những cái dòng đó thì gọi là những cái dòng xe sang thì em Trung gọi bằng xe sang. Và đặc biệt thêm nữa là những cái dòng xe Nhật. Thì em Trung đang nói ở ngày hôm nay tại sao em Trung có một cái tiêu đề là có nên mua hay không. Đó thì anh chị đón xem hết cái video ngày hôm nay. Thì cảm thấy theo cái ý kiến của quý anh chị thì đóng góp đằng dưới bình luận dưới nha quý anh chị nhá. Thì tại sao mà em Trung tại sao hỏi ngày hôm nay thì có câu chuyện là xe sang chẳng hạn như BM, Mẹc rồi có nên mua nó hay không. Dâu trong họ đâm ra là thật sự phải nói là bây giờ muốn nghe đóng góp ý kiến của quý anh chị thì em Trung cũng chia sẻ hết tất cả một cái thật lòng cho quý anh chị. Thì anh chị sẽ đi theo chân em một vòng đi, rồi mình vừa đi mình vừa nói chuyện. Chứ bây giờ mà thật sự bây giờ phải nói để mà mình đứng một chỗ mình nói chuyện không thì nó nó phải nó giống như kiểu là ép buộc quá, cưỡng bức quá. Thì ngày hôm nay thì bởi vậy tại sao em Trung có cái tiêu đề là có nên mua hay không. Thì cái dòng xe Mẹc, xe BM cho dù bất cứ cái xe mới hay là cho dù xe mới hay xe cũ gì nó cũng vậy nha quý anh chị. Nhưng ở đây mình phải nói là nuôi nó rất là tốn tiền. Không phải nuôi nó để mà anh chị về sửa chữa hay là tất cả mọi cái nhé. Ở đây mình đang nói là bảo hành, bảo dưỡng. Chứ không phải mình nói về cái tiền xăng. Thì tất nhiên anh chị đi xăng, đi chạy nhiều, đi nhiều thì sẽ tốn tiền xăng nhiều. Nhưng đặc biệt em nói tại sao mà ngày hôm nay em Trung đang nói là có mua em nó không. Nhưng khổ nỗi cái câu chuyện ngày hôm nay quý anh chị, tại vì bây giờ chi phí một lần bảo dưỡng em nó thì lăn quăn gấp khoảng 2 lần tới 3 lần một em xe Nhật nha quý anh chị. Thì nếu mà bây giờ bình thường như một cái em xe Camry này á mà anh chị bảo dưỡng thì tốn hết tầm khoảng, nếu mà em Trung đang nói là chẳng hạn như là bảo dưỡng gồm bảo dưỡng nhẹ thôi nha quý anh chị nhá, chẳng hạn như thay dầu máy này, thay lọc rồi lọc gió, lọc nhớt tất cả cái vân vân và vân vân, ý là bảo dưỡng nhẹ thôi, thì anh chị tốn hết tầm khoảng 1 triệu tới 1,5 triệu là hết phim, gọi là kịch kim rồi. Nhưng cái dòng xe Đức này anh chị mỗi một lần bảo dưỡng anh chị tốn mất tầm khoảng 2,5 tới 3,000 cũng cùng giống như là mình thay dầu máy rồi mình thay nhớt rồi mình thay lọc gió rồi lọc điều hòa thì nó tốn tầm khoảng 3 triệu. Chênh nhau quá là nhiều tiền đúng không quý anh chị? Gấp đôi gấp ba lần luôn. Đấy thì bởi vậy rất là tốn tiền. Nhưng cái dòng này thì phải nói là tại sao mà giống như bây giờ bình thường anh chị chạy một cái xe mới ra 100.000 cây. Tại vì cái anh xe Đức này anh đã gọi là anh sản xuất ra theo cái gọi là cái nước của người ta rồi quý anh chị, nước châu Âu. Thì bây giờ anh chị thử nghĩ coi là trên trong đó chẳng hạn như anh chị chạy 100.000 cây thì có khả năng là 100.000 hơn 100.000 thì những cái cao su, những cái đường ống rồi những cái ống turbo, những cái ống nước thì anh chị thay thế nó rất là mất nhiều tiền so với lại một cái xe Hàn hoặc một cái xe Nhật thì anh chị thay thế nó không bao nhiêu tiền hết, mà nó thứ nhất là nó bền. Tại vì những cái xe Đức này, xe châu Âu này thì người ta sản xuất ra để sử dụng bên cái nước của họ, bên cái nước của họ nha quý anh chị nha. Tại vì cái thời tiết khắc nghiệt với lại những cái thời tiết ở đằng bên đó nó khác với lại ở bên Việt Nam mình. Nhưng mà để phải nói thì bởi vậy ngày hôm nay em Trung cũng muốn là tại sao có những câu chia sẻ, có những cái mà anh chị thấy một cái xe Đức lên lựa chọn hay một cái xe Nhật mình lên lựa chọn, đúng không quý anh chị? Thì bởi vậy tại vì nếu mà phải nói là cũng giống như những cái xe cũ em Trung cũng nói rồi, cũng rất nhiều lần, nếu anh chị mà gọi là đam mê nhưng mà ở đây là mình phải có tiền,
thì mình mới đam mê được, chứ không có tiền mà đã không hiểu biết gì về nó thì tốt nhất mình lên mua một cái xe quốc dân, xe Nhật đó, mình đi nó rất là, thứ nhất là vừa gọi là đồ đạc nó lằn này, thứ hai nó bền này, nó thông dụng này, sửa chữa nó bất cứ ở nơi đâu. Nếu đó là cái xe Nhật nha quý chị. Nếu mà để một cái xe sang như thế này, xe Đức này, bây giờ cũng giống như là nhiều cái trường hợp đồ phụ tùng thì nó rất là hiếm. Không có đồ thì có những đôi khi những anh chị nằm ít nhất trong gara tầm khoảng 1 tuần tới 10 ngày. Có khi anh chị nằm tới cả vài tháng để đặt đồ, đúng không chị? Thì anh chị lựa chọn, nếu mà anh chị thật sự đam mê những cái dòng xe Đức, những cái dòng xe sang, là phải có tiền, phải am hiểu về nó. Mà bây giờ anh chị không am hiểu, không có tiền, gọi là những cái, gọi là những cái cuộc sống rồi cái kinh tế của mình quý anh chị để mà dư giả thì em Trung không có nói. Nếu mà để dư giả thì anh chị lên lựa chọn một xe mới đi cho sướng, và mình kinh tế mình eo hẹp thì mình lên mua một cái xe như là một cái xe thương hiệu Nhật đó, mình đi cho nó, thứ nhất là nó vừa bền này, thứ hai nó vừa lằn này, sửa chữa nó đỡ tốn tiền này, rất là kinh tế những quý anh chị, sửa chữa rất là ít tiền. Thì bởi vậy tại sao mà ngày hôm nay thì em Trung cũng lên có một cái tiêu đề, thì em Trung muốn muốn quý anh chị là comment dùng cho em Trung đó, lên lựa chọn xe Đức hay xe Nhật quý anh chị. Thì bây giờ chẳng hạn như anh chị sửa chữa em nó, đồ đạc rất là thông dụng, thứ hai nữa nó bền, nó lằn, nó không phải là như những cái dòng xe sang kia, những quý anh chị nhà xe Đức kia. Nếu anh chị mà đã hiểu biết á, đã chơi rồi, đã biết nhiều rồi thì anh chị mua cái dòng này thì về thì em Trung không nói. Cũng giống như nhiều cái trường hợp gọi là cái đam mê, cái sở thích, tôi thích cái đó nhưng khổ nỗi thích, nhưng mà bây giờ về kinh tế đã quý anh chị, bây giờ cái kinh tế của mình nó eo hẹp, về không có tiền sửa cho nó, phải nuôi nó nhá quý anh chị nhá. Nuôi ở đây là em Trung đang nói là cái chuyện nuôi là cái gì, nuôi là quý chị, không phải là cái tiền xăng, nội cái tiền bảo dưỡng của nó thôi. Một năm chi phí anh chị phải trả rất là nhiều tiền. Nên là bởi vậy những thật sự những người ở đây là em Trung cũng nói là chẳng hạn như là những cái anh chị nào mà có điều kiện nó khác, mà đã chơi rồi, đã biết rồi, đã đi rồi thì phương diện nó khác với quý anh chị. Thì những cái người đó thì người ta là có nhiều tiền rồi, dư giả rồi. Tại sao mà có những người ta mua xe mà tới hết một nhiệm kỳ gọi là bảo hành, bảo dưỡng là người ta bán xe, người ta đi mua xe mới quý anh chị. Đó là những cái người ta có điều kiện nó khác. Còn những, phải nói là nếu mà để mà nói những cái người có điều kiện ở đây được bao nhiêu người quý anh chị. Nên là bởi vậy tại sao mà em Trung cũng nói một cái câu chuyện là anh chị nếu đã không biết thì mình nên lựa chọn một cái xe quốc dân, một cái xe thương hiệu Nhật, vừa lằn vừa bền, chi phí sửa rất là ít. Còn cái những cái chẳng hạn như là những anh xe sang, mẹt, BM, những cái xe Đức này ấy, thì anh chị phải nghiên cứu, cân đối. Thứ nhất là cái tài chính của mình, chẳng hạn như là mình có chẳng hạn như là 500 đi, bỏ ra 450 mua xe rồi, còn 50 để đó bảo dưỡng như quý anh chị. Còn bây giờ anh chị có 500 thì anh chị mua luôn cái Toyota, mua luôn cái thương hiệu Nhật đi cho nó sướng. Thứ nhất lành bền, phương châm của người Việt Nam mình phải bền, rẻ đấy quý anh chị, đúng không, chất lượng nữa. Nên là bởi vậy tại sao ngày hôm nay thì anh chị mà có thấy những cái video này, theo cái cảm nhận của anh chị comment phía dưới, lên lựa chọn xe Nhật hay xe Hàn, đúng quý anh chị, cùng phân khúc, cùng giá tiền, đúng quý anh chị, thấy không? Bây giờ thì cũng giống như là ngày hôm nay thì em Trung giới thiệu cho quý anh chị đó, cũng còn phải nói là ngày hôm nay thật sự là cũng hết xe, vắng xe rồi quý anh chị. Đây thì em Trung giới thiệu cái em BM này thì bán cho quý anh chị với giá 165 triệu. Em Mẹt C180 này thì bán cho quý anh chị với giá 140 triệu. Em Camry này 203 số tự động nhá, đời 203 số tự động máy 3.0 bán cho quý anh chị với giá 230 triệu. Đó thì ngày hôm nay thì em Trung phải nói là có những cái câu chuyện mà có lên lựa chọn xe Đức
xe Nhật hay không. Đó thì ngày hôm nay thì anh chị đóng góp ý kiến đằng dưới, comment phía dưới lên lựa chọn xe nào nhé. Đó thì nếu anh chị thì phải nói là ngày hôm nay thì thật sự mấy ngày hôm nay thì em Trung cũng hết xe rồi quý anh chị. Nên là anh chị có xe bán thì cho em Trung xin ít hình ảnh vô Zalo. Tiếp tục đây thì bởi vậy tại sao mà cái xe Đức xe Hàn ấy thì nếu mà anh chị em cũng khuyên chân tình. Một cái là anh chị đã không biết gì về xe, kinh tế nó eo hẹp thì lên mình lên lựa chọn cho mình một cái mẫu xe quốc dân. Quốc dân là xe Nhật, xe Hàn, Kia, tất cả cái nó tràn lan anh chị. Thứ nhất là đồ sửa chữa nó rẻ. Còn anh chị đã không biết rồi, không lên mua những cái xe sang như quý chị nhá. Thì anh chị thấy lên lựa chọn xe nào thì anh chị comment phía dưới quý anh chị đóng góp. Thì thôi, chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhá.